Ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã điều tra truy xét và bắt giữ một số đối tượng giang hồ cộm cán thuộc băng Nông Trường do Nguyễn Phi Vũ, tự Vũ Công, 36 tuổi, ngụ ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, cầm đầu để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Cùng bị bắt với Vũ Công còn có hai đàn em đắc lực là Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, 36 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, và Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú thành phố Phú Quốc. Kết quả điều tra, nhóm Vũ Công và đàn em nổi danh là nhóm giang hồ Nông Trường ở Phú Quốc. Vũ Công là đối tượng cầm đầu băng nhóm, gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động manh động liều lĩnh. Bản thân Vũ Công có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Vụ gần đây nhất, Vũ Công đã chỉ đạo hàng chục đàn em đánh nhau với nhóm của Nguyễn Thành Dạng, 21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, Phú Quốc, trên tuyến tránh phường Dương Đông, khá đông dân cư. Hai băng nhóm dùng vỏ chai bia, dao tự chế, ném, chém nhau loạn xạ, khiến bà con lo sợ, không ai dám ra đường. Chiều ngày 3 tháng 7, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một số điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa trôi nổi trên địa bàn quận 6, với trị giá lô hàng gần 1 tỷ đồng. Hàng hóa bao gồm các thiết bị cầm tay, khoang, vặn, vít thuộc một số thương hiệu như Bosch, Gottmer, Casman. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh NTT trên đường Bãi Sậy và điểm chứa trữ kinh doanh hàng hóa tại bến Phú Lâm thuộc cùng một chủ hàng có gần 60.000 sản phẩm hàng hóa, thiết bị cầm tay trị giá trên 940 triệu đồng. Tương tự, một cơ sở kinh doanh khác trên đường Phạm Văn Chí do ông NTNL làm chủ có 178 đơn vị sản phẩm hàng hóa trị giá trên 30 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa này. Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trôi nổi, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nêu trên để xử lý theo quy định. Ngày 3 tháng 7, ông Lê Văn Thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở kéo dài hơn 20m, rộng gần 5m, trên đường huyện 54B, sông Ba Rài, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy. Theo lãnh đạo xã Hội Xuân, thời gian gần đây tại địa phương liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy đã xảy ra 34 điểm sạt lở với chiều dài trên 8.843 m, cần khoảng 47 tỷ đồng để khắc phục. Còn tại tỉnh Long An, mấy ngày qua liên tục xảy ra sạt lở tại các khu vực ven sông, đường bờ kênh, đặc biệt sạt lở làm sụt lún mặt đường trên tuyến quốc lộ 62, quốc lộ N2, ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, làm nứt chân cầu bún Bà Của, làm hư hỏng hàng rào bảo vệ an toàn đường giao thông, gây khó khăn cho nhiều phương tiện tham gia giao thông. Sáng ngày 3 tháng 7, các chuyến khai thác đi đến sân bay Vinh từ sau 10 giờ 30 phút phải hủy hoặc hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa do đường cất hạ cánh bị nứt vỡ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để xử lý. Dự kiến sân bay Vinh phải đóng cửa đến 10 giờ 50 phút ngày 4 tháng 7. Liên quan đến sự cố này, thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, hãng vừa hủy một loạt các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Vinh trong ngày 3 tháng 7. Hãng Vietjet Air thông báo một số chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa. Các hãng đều khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ sân bay Vinh, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin. Hãng Bamboo Airways cũng đã triển khai phương án hỗ trợ hành khách. Ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú điều tra làm rõ vụ án mạng giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Nạn nhân là anh T, 33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Trước đó, ngày 2 tháng 7, cơ quan công an nhận được thông tin cấp báo từ gia đình anh T nói rằng anh mất tích từ ngày 30 tháng 6 đến nay. Qua xác minh, công an phát hiện đối tượng Lê Đức Đông, 51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, có biểu hiện nghi vấn, nên mời đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, Đông khai nhận chính là thủ phạm giết anh T. Đông khai chiều ngày 30 tháng 6, anh T điều khiển xe gắn máy đến nhà Đông để đòi nợ. Tại đây, do Đông không có tiền trả nợ nên hai bên xảy ra cãi vã. Bị anh T đe dọa, Đông âm mưu lên kế hoạch giết chủ nợ rồi phi tang xác.
thấy anh Tê đang ngồi trong chòi bên cạnh tiệm tạp hóa nhà mình. Đông cầm búa tiến đến đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Chờ đêm đến, Đông một mình dùng xe gắn máy di chuyển xác anh Tê đến bãi đất trống, rồi tự đào hố, bỏ thi thể nạn nhân xuống, lấp đất lên phi tang. Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1993, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh ra đầu thú để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích. Trước đó, khuya ngày 1 tháng 7, Tuấn nhậu cùng nhóm bạn tại một quán trên địa bàn xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán. Lúc này, Tuấn về lấy khẩu súng cất giấu ở nhà và kêu Phạm Văn Thơm, sinh năm 2002, ngụ xã Bình Thành, huyện Cao Lãnh, trở lại quán nhậu rồi dùng súng bắn vào nhóm người có mâu thuẫn với mình trước đó, làm một người trong nhóm trên bị thương. Sau khi gây án, Tuấn và Thơm đã bỏ trốn. Qua làm việc, Tuấn khai khẩu súng đã sử dụng là bắn đạn cao su, vỏ đạn kim loại được mua trên mạng để phòng thân. Ngày 3 tháng 7, ông Bùi Văn Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân hàng loạt cây hoa sữa trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bị chết bất thường. Theo ghi nhận tại tuyến đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, Y Quang, phường Y Tam và đường Nguyễn Công Trứ, có hàng chục cây hoa sữa bỗng nhiên héo lá, khô cành một cách bất thường. Những cây hoa sữa này đa số đều có đường kính hơn một vòng tay người ôm. Theo ông Nguyễn Dũng, trú đường Mai Hắc Đế, những cây hoa sữa trên tuyến phố ông sống được trồng khoảng 30 năm trước để tạo cảnh quan đô thị. Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, hoa sữa trụi lá héo cành là do dịch bệnh, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đầu độc. Hiện nay đơn vị đang tìm giải pháp để cứu cây.